Người Hà Nội hoảng hốt vì động đất, chóng mặt lảo đảo, mái nhà rung bần bật. Lý do chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông. Người Hà Nội hoảng hốt vì động đất, chóng mặt lảo đảo, mái nhà rung bần bật. Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào lúc 8 giờ 5 phút 35 giây sáng ngày 25 tháng 3, một trận động đất có độ lớn 4,0 độ Richter vừa xảy ra ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, gây rung lắc nhẹ. Người dân trong khu vực tâm chấn có thể cảm nhận rõ rung lắc. Tại nơi tâm chấn trận động đất, ông Phan Đức Trọng, bí thư đảng ủy xã Bột Xuyên, huyện Chương Mỹ cho biết, rung lắc kéo dài khoảng 5 giây. Theo ông Trọng, một số cán bộ trong văn phòng thấy lọ hoa, cây để ở trên bàn rung lắc. Qua kiểm tra nhanh, chưa ghi nhận thiệt hại. Đi làm xa, nhận được tin nhắn xã mình xảy ra động đất. Anh Nguyễn Sơn, chú ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, đã kiểm tra camera an ninh, thấy cơn rung chấn kéo dài khoảng 2-3 giây. Trong đoạn camera cũng ghi lại hình ảnh con chó canh trang trại, cảm nhận rõ rung lắc nên vùng dậy nghe ngóng. Đồ đạc không bị hư hỏng, song người nhà của anh cũng hoảng hốt, phải chạy vội ra ngoài. Tại một số tòa nhà cao tầng ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, người dân cũng cảm nhận rõ sự rung lắc. Tuy nhiên, Viện Vật lý Địa cầu đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, nhưng nhiều người dân tỏ ra khá ngạc nhiên trước những dư chấn cảm nhận rõ rệt của trận động đất này. Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, những biểu hiện rung lắc trên là do dư chấn của trận động đất có độ lớn 4.0 vừa xảy ra tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Anh, trận động đất có độ sâu chấn tiêu vào khoảng 16 km. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cũng lưu ý, thông thường những trận động đất dưới 5 độ được xem là trận động đất nhỏ, rất ít khi gây rủi ro thiên tai. Những trận động đất từ 5 đến 6 độ trở lên là động đất trung bình, có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai. Từ 6 trở lên là động đất lớn, nguy cơ rủi ro thiên tai rất cao. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần vẫn đang theo dõi diễn biến động đất tại khu vực huyện Chương Mỹ để thông báo kịp thời đến người dân. Nói về nguyên nhân của trận rung lắc này, các chuyên gia dẫn nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Đăng Túc, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam cho biết, đới đứt gãy sông Hồng bắt đầu từ Vân Nam Trung Quốc kéo dài đến Vịnh Bắc Bộ với chiều dài khoảng 1.560 km. Trên lãnh thổ Việt Nam, đới này tách thành đới đứt gãy sông Chảy và đới đứt gãy dọc thung lũng sông Hồng. Đới sông Hồng hoạt động tích cực, chuyển dịch phải, gây ra động đất, nứt trượt lở đất đá, lũ bùn đá, sói lở bờ sông, bờ biển, tạo ra các suối nước nóng, nước khoáng, gây các dị thường nồng độ radon, thủy ngân, địa nhiệt. Vùng chịu ảnh hưởng của đới sông Hồng bao gồm những vùng dân cư rộng lớn, đông đúc, nhiều khu vực có vai trò quan trọng như các công trình thủy điện Thác Bà, Hòa Bình, các khu công nghiệp ở Phú Thọ, Hà Nội, Nam Định, hệ thống đê điều của đồng bằng Bắc Bộ, các mỏ khoáng sản, dầu khí, than nâu ở miền núi, chúng ở Hà Nội và Vịnh Bắc Bộ. Tại Việt Nam, đới gây nứt đất mạnh nhất ở Bất Bạt, Ba Vì, Phủ Lý, Hà Nam, Tân Hội, Đan Phượng, Thôn Thượng, Tam Dương, Liên Mạc, Viên Nam, Mê Linh, Sen Chiểu, Linh Chiểu, Vân Cốc của Phú Thọ, Kim Động của Hưng Yên. Tuy nhiên, các nhà khoa học không phát hiện các hoạt động ở khu vực nội thành Hà Nội. Theo các chuyên gia, thủ đô sẽ thường chịu các cơn rung lắc nhẹ do dư chấn của các trận động đất khu vực lân cận và sẽ không gây thiệt hại. Gần đây nhất vào khoảng 20 giờ 43 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021, nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội đã cảm nhận rõ có rung lắc mạnh. Nguyên nhân sau đó được xác định là do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 5,5 độ Richter tại Lào. Lý do chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông. Dự kiến từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trong đó có dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, tại dự thảo luật mới, chính phủ đã bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Hiện tại, khoản 1, điều 5, dự thảo về chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ chỉ còn quy định huy động sử dụng các nguồn lực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm ngân sách,
cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện đảm bảo và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trước đó, tại khoản 1 điều 5 của dự thảo luật, trình phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ đề xuất, quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật. Nêu ý kiến thảo luận về nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay đây là đề xuất mới tại dự thảo. Theo ông Tùng, nếu bổ sung như dự thảo, Chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động, làm rõ tác động đến ngân sách nhà nước thế nào, tính phù hợp với các pháp luật hiện có ra sao. Ngoài ra, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, vấn đề xử phạt vi phạm hành chính là một nội dung của luật xử lý vi phạm hành chính. Luật này đang quy định tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Ông Tùng khẳng định, việc đầu tư cho lực lượng cảnh sát giao thông, cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Tuy nhiên, đầu tư theo cách trích từ tổng số tiền thu được trong lĩnh vực này hay ngân sách nhà nước bố trí theo quy định chung cần được làm rất rõ, rất rành mạch và phải đảm bảo sự thống nhất. Quy định như dự thảo trích tiền phạt lại cho lực lượng cảnh sát giao thông là không thống nhất với quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Mặt khác, chúng ta có rất nhiều lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính. Vì sao mỗi lĩnh vực này quy định trích phần trăm, còn các lĩnh vực khác thì không, trong khi cũng có rất nhiều lĩnh vực quan trọng? Ông Tùng đề nghị nên thiết kế nguyên tắc chung về chính sách như dự thảo luật mà Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 6. Ngoài ra, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng chỉ rõ, việc trích 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật là quy định mới so với dự thảo Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 6. Đồng thời, mới so với nghị quyết 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe và cũng không phù hợp với luật quản lý sử dụng tài sản công. Luật quản lý sử dụng tài sản công quy định toàn bộ số tiền xử lý tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước. Sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại phải được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Cũng theo ông Tùng, bản thân Điều 37 của Dự luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ về đấu giá biển số xe cũng không phù hợp với những quy định khác của dự thảo. Cụ thể, dự thảo quy định số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá, chi phí quảng cáo, chi phí quản trị hệ thống đấu giá và chi phí khác được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Tại báo cáo tiếp thu chỉnh lý dự án luật gửi phiên họp 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng An ninh, cơ quan chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật cũng đã đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ hơn đối với đề xuất nói trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!